Vì sao năm em được đề cử đi thi Hoa hậu trái đất, mặc dù năm em chỉ là hoa khôi? Còn nhớ, khi năm em được đề cử Hoa hậu trái đất, năm em chưa đạt danh hiệu hoa hậu nào trong nước. Năm em đạt danh hiệu hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long, nhưng được vượt qua nhiều hoa hậu để được đề cử đi thi Hoa hậu trái đất, một cuộc thi tầm cỡ quốc tế và được quan tâm nhất nhì trên thế giới. Đại diện đơn vị nắm bản quyền Miss Air Hoa hậu trái đất tại Việt Nam cho biết, họ chọn nam em, hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long, đại diện Việt Nam tham gia Miss Air là vì cô là người đẹp có danh hiệu, nhan sắc ngày càng chín mùi với sự đo chuẩn, phong cách thời trang ngày càng hoàn thiện. Nam em còn có tài năng ca hát, diễn xuất, có những hoạt động thiện nguyện lẫn các chương trình về môi trường. Yếu tố mang tính quyết định tại cuộc thi Hoa hậu trái đất vốn đề cao tinh thần, chung tay xây dựng môi trường trong lành. Nam em sở hữu vóc dáng cân đối với chiều cao 1m73, nặng 50kg và số đo bao vòng 85-60-90. Suốt nhiều năm qua, nam em cũng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình thời trang lớn, tham gia trình diễn với tư cách là người mẫu chuyên nghiệp vedette. Cô cũng lớn sân làm ca sĩ, cho ra mắt đĩa đơn và tham gia cuộc thi hát tình bolero. Chính những điều đó giúp nam em vượt qua các hoa hậu Việt Nam để tham gia Hoa hậu trái đất. Nam em dự kiến là người đẹp Việt Nam đầu tiên trở lại cuộc thi sau nhiều năm vắng bóng. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút thư giãn thật thoải mái. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin nghệ sĩ.